một ngày thu hơn 6 tỷ đồng, Aeon Mall đang kiếm từ thị trường Việt Nam như thế nào? Việt Nam là thị trường được đầu tư nhiều nhất và cũng đang sinh lời tốt nhất của Aeon tại khu vực Đông Nam Á. Mới đây, tập đoàn bán lẻ Aeon Mall của Nhật Bản đã có báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và quý 1 2023. Năm tài chính của Aeon được bắt đầu từ đầu tháng 3, tương ứng quý 1 từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 5. Theo đó, lợi nhuận gộp của Aeon Mall tại thị trường Việt Nam trong năm tài chính vừa qua đạt mức gần 4 tỷ yên, gần 680 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ hoạt động đạt hơn 3 tỷ yên, gần 510 tỷ đồng, đều chiếm quá nửa tổng mức lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ hoạt động mà Aeon Mall đạt được tại các thị trường khu vực Đông Nam Á trong năm tài chính 2022. Sang đến năm nay, doanh thu của Aeon Mall từ thị trường Việt Nam quý 1 đạt mức 3,5 tỷ yên, gần 595 tỷ đồng, tăng thêm gần 850 triệu yên so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình một ngày quý đầu của năm 2023, Aeon Mall thu về khoảng 6,6 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận gộp của Aeon Mall tại thị trường Việt Nam trong quý 1 năm tài chính 2023 đạt mức 1,3 tỷ yên, hơn 220 tỷ đồng, tăng 392 triệu yên so với cùng kỳ năm trước. Lý giải về mức tăng này, Aeon Mall cho biết chủ yếu nhờ vào việc doanh số bán hàng tại các cửa hàng đặc trưng tăng cao và tỷ lệ phần trăm thu nhập từ việc thuê tăng. Dấu ấn mạnh mẽ nhất khi Aeon vào Việt Nam đó là việc xây dựng các trung tâm bách hóa, tổng hợp và siêu thị, hay còn gọi là đại siêu thị Aeon Mall với diện tích lớn. Tại Việt Nam, Aeon đang hoạt động với 6 đại siêu thị bao gồm Aeon Mall Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Aeon Mall Bình Dương, Aeon Mall Hà Đông và Long Biên Hà Nội, Aeon Mall Lê Chân, Hải Phòng. Tổng diện tích của các đại siêu thị này có thể rộng tới gần 10.000 ha. Aeon Mall Hà Đông với diện tích cho thuê từ 49.000 m2 cho đến 84.000 m2. Những đại siêu thị Aeon ghi điểm không gian rộng rãi, sạch đẹp cùng nhiều cây xanh. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ với những tiện ích như khu vực nhà vệ sinh, có bố trí nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật và trẻ nhỏ. Có khu vực trang điểm bố trí riêng dành cho vệ sinh nữ, phòng hút thuốc dành riêng cho khách hàng có nhu cầu hút thuốc, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng. Aeon Mall cũng nhận được nhiều lời khen trên các diễn đàn, mạng xã hội về sự tâm lý khi bố trí thêm các ghế ngồi cho dân vào những dịp lễ như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngày mùng 2 tháng 9 hay các ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu của người dân vào khu trung tâm thương mại tăng cao. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi đầu tháng 5, Chủ tịch điều hành tập đoàn Aeon cho biết, đến nay Aeon đã đầu tư vào Việt Nam hơn 1,18 tỷ USD. Thời gian tới, Aeon sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Không chỉ dừng lại ở các thành phố lớn, Aeon Mall Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh đầu tư về các địa phương. Theo kế hoạch, đại siêu thị Aeon tại Huế sẽ đi vào hoạt động năm 2024, trở thành đại siêu thị thứ 7 trong hệ thống Aeon Mall tại Việt Nam và đầu tiên tại khu vực miền Trung. Đây sẽ là một động lực tăng trưởng doanh thu trong tương lai của đại gia bán lẻ này. Tuy nhiên, ngay cả khi tổng số đại siêu thị tăng lên 7, thì khả năng mở rộng doanh thu của các đại siêu thị Aeon sẽ gặp ngưỡng cản về quy mô. Bởi lẽ việc lấy được diện tích đất rộng tại các thành phố phát triển để mở rộng mô hình này thì không đơn giản, đồng thời suất đầu tư cũng lớn. Bên cạnh đại siêu thị, Aeon cũng bắt đầu triển khai các mô hình siêu thị Aeon Max Valor. Đây cũng là siêu thị nhỏ, diện tích từ 300 đến 500m2, nằm tại các khu dân cư và kinh doanh các mặt hàng tương đồng với các siêu thị Aeon. Trong đó có sản phẩm sơ chế và chế biến sẵn ăn liền. Mô hình chuỗi siêu thị vừa nhỏ này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang ngày càng chú trọng về sự tiện lợi và lựa chọn các địa điểm gần nhà. Để thâm nhập sâu vào khu vực trung tâm có mật độ dân cư đông đúc và đa dạng mô hình bán lẻ, từ năm 2022, Aeon triển khai mô hình kinh doanh thứ 3 là trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn The Nine. Mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tinh gọn của Aeon Việt Nam có diện tích từ 1.000 đến 5.000 m2 nằm trong khu vực nội thành khu dân cư. Một điểm nhấn trong hệ thống sản phẩm của Aeon đó là các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của Aeon là Top Value. Top Value cung cấp các sản phẩm đa dạng từ thực phẩm khô, tươi sống, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp. Tên của nhà sản xuất không được thể hiện trên sản phẩm Top Value, bởi lẽ Aeon đã bảo đảm trách nhiệm và giám sát tất cả các quy trình từ việc lập kế hoạch, sản xuất và bán hàng của nhãn riêng này. Tại Nhật Bản, Top Value đã trở thành một trong những nhãn hiệu riêng lớn nhất được biết đến nhiều nhất với hàng nghìn mặt hàng đa dạng.
Hiện nay, tại Aeon Việt Nam đã có hơn 100 sản phẩm top value, đa dạng từ thực phẩm hàng ngày, đồ gia dụng cho đến các sản phẩm thời trang. Một mảng kinh doanh khác của Aeon là hoạt động các cửa hàng chuyên danh. Các thương hiệu tại Việt Nam Aeon đang kinh doanh gồm Glam Beauty Care, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các thương hiệu lớn Aeon Wellness, mỹ phẩm và dược phẩm, Betemo, sản phẩm dành riêng cho thú cưng, Aeon Bicycle, cửa hàng xe đạp, Daiso, cửa hàng đồng giá và Aeon Fantasy, khu vui chơi giải trí trẻ em. Cũng trong báo cáo, Aeon cho biết xu hướng bán hàng tại Việt Nam vẫn thuận lợi với doanh số bán hàng tại các cửa hàng chuyên danh tại các trung tâm thương mại hiện có tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế giai đoạn tháng 1-2. Bên cạnh bán hàng offline, Aeon cũng phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử Aeon eShop, ra đời phần giải quyết bài toán sử dụng hàng Nhật chất lượng thông qua việc mua sắm trực tuyến một cách an toàn, chắc chắn và dễ dàng vì hầu hết các sản phẩm tại siêu thị Aeon đều có mặt tại Aeon Shop. Có thể kể đến các ngành hàng như thời trang, mỹ phẩm, nội thất, điện máy, đồ gia dụng, xe đạp, văn phòng thực phẩm, mẹ và bé. Từ cà phê ép, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.